hay và trong cái tài năng quay trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa. Thì hôm nay mình lại đi game ngẫu nhiên một nick của mình nha. Và dạo gần đây mình hay thay cái bộ này các bạn, mặc cho đẹp trai. Tại cái áo này nó kiểu nó là áo mới ấy. Áo này nó mới ra lại mà, cái áo đen cổ rùa này. Còn cái áo này thực ra là mình có từ rất là lâu rồi. Có từ cái thời mình không nhớ rõ lắm nhưng mình thấy nó bán 400 kim cương nên mình mua. Bây giờ nó ra lại sự kiện nên là mình thấy nó đang hot on hot, thế là mình mặc đấy. Cùng với một đôi đông đến từ Singapore. Thanh niên kia đang kêu bảo là Hùng Akira fake rồi, Hùng Akira thật và đồ quỷ mà. Ơi trời ơi, em xin đầu quỷ cái gì, dạo này phải thay đổi tí chứ. Đùa chứ, hôm trước mình thay cái bộ đồ này xong cái có mấy bạn comment câu rất dễ thương, cuối cùng thì anh cũng đã tắm sau một năm mặc đồ một bộ. Mình cũng để ý là mình mặc cái bộ đồ đấy suốt thoải cả năm thật. Lúc này lâu mà nhân vật mình mới tắm luôn á. Ui rồi vậy nồi ạ, đùa kéo thế mà không được kill, cay thế nhở. Rồi nhìn thanh niên kia mẹ tên Khánh 2K4, nhìn vắt biết năm sinh luôn. Kém mình 4 tuổi các bạn. Mình 2K. Ôi, hình như là bạn Sơn bạn ấy đang nhận ra mình này. Bạn ấy đang kêu là Hùng Akira thật này ta này. Tạo nguyên cái quân đoàn. Bạn ấy tưởng là mình tạo nguyên cái kiểu mình là trẻ trâu ấy. Mình fake xong mình tạo nguyên cả cái quân đoàn giống ấy. Là trẻ trâu. Cái gì trẻ trâu đây? Là biết trẻ trâu rồi. Nhìn tên là biết trẻ trâu rồi. Ok luôn. Không, mẹ. Lúc trước tên của mình là Hùng Akira IT nha các bạn. Nhưng mà do là mình mất tên ấy, cái tên của mình bây giờ không đặt được nữa. Ủa sao mình giờ mình mới để ý sao team nó có đến 2 thằng đặt tên là AVKM nhỉ? Bọn này thích AVKM vậy ta? AVKM mình lâu mình không bắn. Ui, cái định mệnh nó cứ nhảy ra mình cho bắn được. Ôi vãi cả trưởng ạ, thằng AVKM boy còn AFK luôn kìa. Úi xồi ôi, rồi tự dưng thanh niên Khánh bắn được 2 kill luôn. Để game đấu trở nên khó hơn thì mình đang có suy nghĩ là chắc là mình trận này mình sẽ đứng cho team mình bắn nhau một tí. À, không mặc đồ này đâu á. Thì lâu mà mình không mặc một bộ đồ khác thật. Bình thường mình vẫn hay mặc cái bộ quỷ dạ xoa cùng với cả trẻ trâu, với cả là cái quần street và cái giày cũng street nốt, cái giày Balenciaga ấy. Nhưng mà lâu lâu phải thay đồ một tí. Cái gì mà vãi cả chơi là phải livestream. Không các bạn ạ, các bạn hay có trong đầu một cái ý nghĩ là YouTuber là chơi game là auto là phải quay video hoặc livestream ấy các bạn? Không đâu các bạn. Nhiều khi mình chơi game để vui mà. Đôi khi mình đi chơi mình bắn bình thường xong bắn game ngẫu nhiên các kiểu á. Chơi cho vui á các bạn, chơi để lịch trình nữa. Chứ đâu phải lúc nào mình chơi là cũng là để like với cả để làm video đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ để team mình bắn một tí đã. Cho team mình chết đã. Úi sổ ơi, rồi xong. Đấy, bây giờ ra bắn ở game căng thẳng. Cho tụi nó biết không phải fake các bạn. Ok. Thế nên Sơn chết rồi, bây giờ mình sẽ chứng minh cho Sơn biết là đây là Hùng thật. Đấy, từ từ đã, để mình cứu cái đã. Không cứu bây giờ người ta lại bảo là mất quan điểm các bạn. Thực ra mình không muốn cứu đâu nhưng mà bây giờ không cứu không được. Sau này lát nữa mình chết ai cứu mình. Đúng rồi. Ui thôi kéo xịt thôi. Nghe đã. Nghe đã. Ái xà. Rồi. Nhìn của keo cái kêu là Hùng Akira thật luôn. Cái bóng keo ấy kìa. Ui trời ơi, vỡ đầu. Ngon. Móc với chúng tôi này. Kéo được ngay. Mút chun chụt ngay. Ok. Điều nút đồ cả. Cái gì mấy thiên nhiên đang nói gì đấy? Ta chỉ ghét nó đi lạch, nó kiểu đi bung thôi. Ta chỉ ghét nó đi bung thôi. Thanh niên là người đến từ quá khứ rồi. Úi trời ơi. Thanh niên này chắc cay chuyện từ quá khứ rồi. Ê nó đừng cứu nhau. Ôi nó cứu nhau nhanh đi. Hai cà trưởng mà mình quăng quả lựu đạn cái thôi mà đã cứu nhau rồi. Mình đang im để mình nghe ra mấy thiên nhiên nói gì. Không nó ồn quá các bạn. Ui trời ơi. Rồi bây giờ bạn chạy đâu? Ấy cái bộ đồ nó mặc luôn nè. Bây giờ bạn chạy đâu? Không thật hả? Không thật hả? Ok luôn. Double kill. Ơ tính là triple các bạn. Nè đang cầm điện thoại khác coi bộ đồ nó mặc nè. Hello. bạn Sơn. Bạn Sơn thì đúng kêu là đúng idol đúng. Còn thanh niên Khánh kia thì đúng kêu idol con cạc. Bố mày là sợ mày quá trời. Ôi trời ơi, mày ra mày cắt cổ tao, mày tưởng tao sợ á, thằng 2K4 kia. Mày kém tao 4 tuổi mà tao lại phải ngán mày á. Xã hội làm ăn bươn trải, sợ thì bố con thằng nào. Chơi luôn. Xem thằng nào bạn hay hơn.
Sao tao làm ở đây ơi? Làm top 1 vậy đó, báo nhiều như quần què. Bán đi bụng. Lại đang kể tên người khác rồi. Ờ cái tên nhân đấy thì mình không biết nha. Tên nhân đó đợt trước mình ghét vãi lìn ra. Đợt trước trẻ trâu vậy đấy. Cái tính trẻ trâu ấy. Ơ sao mình trèo mãi cũng được nhở? Còn cái vấn đề là thanh niên Khánh này dám ra cắt cổ chỉ mình nha. Mình không ngán bố con nào đâu nhá. Ngon thì chơi. Solo thằng nào bắn hay hơn có gì đâu mà. À không phải solo đâu. So trong trận này thằng nào bắn hay hơn là được rồi. Quá đủ rồi. À, mình sẽ trả lên nắp các bạn. Trả lên nắp cho có gì cà khịa nó cho dễ. Cà khịa đúng đội các bạn. Ma chứ già Sơn chết rồi. Sơn đây. Team nó bắn A đúp à? Mày, đúng là team nó đặt tên là AVK bò của khác ha. Team nó như kiểu team nó thích bắn A đúp ấy. Này thì A đúp chúng tôi này. Gạt giò cho mất A đúp. Mất một khẩu AVK M nha cưng. Ok các bạn, bây giờ vậy là chỉ có một mình lang thang ở trên nóc xưởng thôi. Anh không ơi, mở mic không? Không live stream mở mic. Nhiều khi mình chơi game mình đâu có live stream hay làm video gì đâu. Cứ đòi với mình live stream là sao? Mà thực ra live stream ấy thì mình cũng hay chơi cùng với anh em trên kênh chat rồi. Vãi cả sủa anh ơi. Đệt. Thằng L Khánh 2K4 nó vừa chốt câu sủa anh ơi nha. Ghê đấy. Cá đấy. Cá đấy bạn. Nhìn chung là ok được. Nghe cái nói chuyện là hiểu rồi. Nghe cái nói chuyện là hiểu con người rồi. Mình không cần nói gì nhiều đâu. Mình nghe cái nói chuyện giữa bạn Sơn và bạn Khánh là mình hiểu. Là mình hiểu là bạn Sơn là người gọi là hiểu địa biết điều, hiểu chuyện rồi, nói chuyện có ý thức rồi. Còn mình nghe thôi là biết bạn Khánh được dạy như nào rồi. Nghe thôi thấy chất lượng của giáo dục ấy khổ thực sự luôn các bạn. Nghe cách nói chuyện thì thôi biết ngay cái chất lượng giáo dục của thanh niên đấy ra sao mà. Trình độ kiến thức quyết định mạnh. Ôi vãi nồi thằng này cầm ấy đứt. Ôi vãi lên ảo vãi đái. Ôi vãi đái à, mình chạy qua đây rồi mình vẫn mặt chết kìa. Ôi vãi lên, các bạn có nhìn thấy mình đứng ở trong cái bờ tường mình vẫn chết đâu. Vãi cả đái à, ảo vãi lên ra với cái bờ của cái game này ấy. Rồi mày này thanh niên Khánh đang cay cái vụ ngày xưa mình bắt. Ui trời ơi, ai cái đẹp bờ lắm à, với cái bờ thế. Má nó 2-3 thằng cầm AVKM lận. Không phải một thằng. Cứu đi. Hả? Cứu chưa? Trời ơi, ông nội. Team địch bắn ghê với này ấy. Ê, cái địch mệnh nhà nó nữa. Bắn 2 viên đều bị lệch kìa. Lâu mà mình không bắn AVKM nên mình bắn AVKM bị gà các bạn. Không bắn nó như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình còn hay bắn AVKM về bắn ngu anh trưởng ra thề. Đây là Sơn. Úi dồi, mẹ Sơn có ăn khẩu súng ở team. Vãi cả trường Sơn ạ. Sơn ơi mặc quần vào em. Không sợ Sơn. Ui được cái đấy. Đảo như răng lạc. Ô, ngon. Gạt to đó. Gạt to nó luôn. Đúng rồi, gạt luôn cho nó mất khỏi AVKM đi. Đúng rồi. Bọn này nó mua AVKM nó tốn tiền mà. Rồi. Sơn đang bị bọc xăm rồi. Sơn tất chết rồi. Liệu Sơn có làm một nên kỳ tích hay không? Ui Sơn làm được. À không, Sơn chết rồi. Sao nhưng mà vừa rồi đó là highlight đấy. Người ta gọi đấy là highlight đấy mấy ông ạ. Rồi thôi, game này bắn A là 94 thôi mấy ông ạ. Đùa chứ mẹ, vác khẩu AVKM ra mình thấy lùng quá. Vãi cả suy cho idol đều có mắt nào bung được. Nãy giờ đầy map bắc cả bạn, mình không bắc thì thôi. Và thứ nhất là không, mình không bắc nha. Và thứ hai là từ này gọi đọc là bắc chứ không gọi là bung nha bạn ơi. Bạn đọc sai chính giả rồi. Nghe tiếng Anh như này là hỏng hết rồi. Mất hết quan điểm. Tí nữa thì có highlight của bạn Sơn mà cân 3. Tính ra quả đấy mình nghĩ là bạn ấy ăn viên AVKM bạn ấy chết luôn ấy. Nhưng mà không, bởi thế này bạn AVKM kia bắn mình thì dính thế. Mà sao bắn như Lý Sơn lại bắn lại xịt. Ô, có thằng bên này. Có thằng bên này nó cầm AVKM đúng không ạ? Không, đéo chơi đâu. Mình sẽ đợi để thấy gần, nó bắn nhau tầm gần thôi. Ố má, nó cầm khẩu AVKM, ai chơi với nó. Ui, nghe ghê thế, ui kè ghê thế. Ui, căng thế. Mẹ nhức nhà, khó chịu thế. Ok, nó đẩy qua trái mấy ông ơi. Đẩy qua trái, đẩy theo đó. Ê, đừng bắn em nhá. Cai đệt, mở lại mất mẹ cho 50 máu. Vai cả lìn thế, bọn nó bắn nhanh với đấy. Ok, có một thằng bên này chẳng. Ôi, chết, sao mình nghe tiếng chân này. Chết rồi. Ui, thằng này thằng khác, có hai thằng rồi. Rồi, xong. Rồi, vãi lìn ba đứa. Má, thằng này lại cầm AVKM đứng lên là bắn hộ này. Sao này bắn nhanh nhở. À, ngon hay. Tìm tôi đây rồi. Ui, sợ bắn chết nó đi, hay quá. Đúng là anh em tôi ở định mệnh tự dưng lắc cả máy ạ. Tuyệt vời, đúng là team tôi có khác. Má, thế team nó kéo hẳn ba đứa ra, nó ngồi nó kẹp xăm mình. Ngon. Ok, mấy trận cuối nó hơi bị mờ nhạt một tí. Nhưng không sao cả, mấy trận đầu là mình làm hết rồi.
Ok, thì chắc có lẽ video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho xin một like và đăng ký một chưa được không bỏ lỡ video mới nhất.